Ok, hô lên em. Nay cuối tuần rồi, anh tranh thủ chơi game tí. Làm gì cả nguyên tuần luôn rồi. Không nghỉ ngày nào hết nên nay cuối tuần thì cũng phải rảnh rỗi tí mới được. Để bản demo đây. Vài bữa nữa tôi ghi lưu. Nên em nào nhanh tay nhanh mắt mà não đầy sẵn thì chắc 30 phút là xong game gì. Còn bản chính thì sợ team chưa duyệt nên chưa biết được. Ngày nay cũng dạo dạo vòng rồi. Coi game có Steam có game gì mới không. Mở thử Steam DB cái đó. PD3 đang bản beta nè. Tôi cũng có đăng ký rồi nhưng mà chưa có tải chơi. Con này với co-op cùng anh em đồng đội gì nhiều lắm. Cùng con ở đang lay test cũng khá thú vị là con Bạch Ti Animal này. Con này thì anh em chơi một mình được. Thực tế thì có đồng đội vô phối hợp thì nó cũng tốn loạn với nhau thôi. Rất là gói gắm. Game này thì chơi chút xíu là mau chán này. Anh em là đam mê cái thể loại PvP mà mấy con thú kêu 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 dễ thương rồi nè. Như chơi được. Con Shin Cat này hình như là ra mắt mà không được. Ủng hộ cho lắm. Đây, nó miễn phí nha anh em. Đó, anh em nào muốn chơi cũng được. Tất nhiên là phải có thanh toán trong game này. Nè. Tôi cũng thấy một thanh niên trên BOZ bảo game này là sau khi ra mắt chính thức á, thì so với cái hồi beta thì nó tối ưu tốt hơn rất nhiều. Đồ họa nói chung là chạy mượt mà ổn định luôn. Cứ điều game đây thì không biết nó có cải thiện không. Chứ hồi chơi beta là thấy cũng trung bình thôi chứ. Hiện tại đánh giá mixed không biết tại sao nữa. Pay to win. Vậy là ảnh hưởng cái vấn đề pay to win. Go like kill. À, thanh niên này đã bảo no pay to win mà thanh niên trên đây lại bảo là đây. À, nó kêu cân bằng game đi. Rồi tới 10 đô vô cũng được, 10 đô vô cũng được. Vẫn còn cái lỗi tối ưu chưa có tiền tốt nữa đâu. Đó, nè. Thanh niên này máy có hình mạnh hơn tôi mà chơi không được nữa thì tôi chắc xong rồi. Nên chắc cũng không thử đâu. Mặc dù hồi xưa rất thích mấy cái dòng game FPS, TPS như vậy. Tích lại này sao tự nhiên nó sống rồi ta. Hình như lên mùa mới hay là cái gì đó. Vẫn là mid nè. Con này là game gần như giá 3 luôn. 60 đô đó anh em. 99 ngàn nè. Bản trên này hình như là 30-40 đô vậy. 35 ngàn người chơi. Công nhận marketing quá tốt. Game này thì thấy cũng tương đối ổn. Thông nước quá nổi bật. Trên mà Nintendo Switch thì anh em cũng biết một con tinh tử. Còn gì tôi quên game này cũng dạng game nông trại đi trao đổi á. Horizon hay gì á. Con này giá 60 đô luôn nha. 40 đô là bản thường, còn anh em muốn bản Deluxe này thì 60 đô. Giá cũng rất là độc đáo luôn, 3 số 6, 3 số 9, 202. Game gì đây? Game gì của mấy anh Trung Hoa đại lục mà như West Game gì nào? Lại mít xịt nữa rồi. Chịp mà ta, con game này có gì mới ta? Last Effort. Game này là dạng như ăn theo Diablo nhưng cuối cùng thì tôi thấy nó là thú vị lắm đó, không phải dạng ăn theo đơn thuần đâu nhưng mà chất lượng nó mang lại cũng ổn. Nói chính xác hơn là cái bối cảnh Diablo anh em đều thích game miễn thử. Con này hình như là miễn phí nó không ta, đây game miễn phí cũng thể loại bắn súng như nãy thôi, nó ăn hơn con Shin Cat mà đánh giá khá là tốt luôn, không đến mức quá to như con kia thì phong cách nó lại giống mấy cái game mà bắn súng hồi xưa. Hồi đó mình có con avatar ta phải không ta, con gì ngôi sao gì đó, đại diện ngôi sao gì bắn nhau cũng tương tự như thế này, đồ họa như gì luôn đó. Avatar ta nè, nó na ná game như thế này nè, thì tôi nhìn nó cũng tương đối tương tự đó. Anh em đều thích có thể thử qua. Con game kia chắc tuổi thơ của đa số anh em gì, đây là con game giải đố. Game này thì tôi cũng chơi thử chút xíu rồi, thấy cũng tương đối bình thường thôi, mấy câu đố cũng tương đối ổn. Nhưng chung quy lại vẫn là marketing quá thành công. Giá cũng tương đối tốt nữa. Hy vọng một ngày nào đó thì con game tôi được như thế này. Có điều chi phí marketing thì khó lắm. Game này dễ đố 2.000 chứ không phải là bình thường đâu.
À thì cũng sẽ cái tai led này rất là đẹp, không phối màu là tương đối nữa, nhưng mà ít cho ảnh quá. Đó, anh em nhìn cái tông màu vàng rất là vàng luôn. Chơi thử thấy game tương đối ổn. So với game tôi thì nó hay hơn là chắc là đóng giải luôn. Cấu hình đối ưu quá ha. NBA thì con game này vẫn là truyền thống của mấy anh thôi, mỗi năm để ăn bán. Lần này không có bớt gì hộp rồi như mấy bên trước cũng không biết nữa. Game bể cá nè. Để tôi đang ban game này lắm. Thấy nó tối ngày nó vô chơi suốt hình như là treo máy luôn á. À có thẻ idol nè. Có thẻ mà treo game nè. Game này anh em nào mà không có hồ cá mà muốn nuôi cá thủy sinh nữa thì chơi thử game này. Anh em nhìn đồ họa nó hơi pixel một tí nhưng mà nó vẫn rất là đẹp nè. Nhìn như cái thủy cung luôn. Thậm chí áp sát hai cái cây anh em nhìn hai cái hai bên là cũng là một cái cây một á. Nó lật ngược qua thôi. Kho báu. Cá này toàn màu vàng, cá đỏ hả? Thì dạng như cá đỏ san hô vậy đó. Em nhìn Nitty không dài qua Việt Nam đi cũng mấy vòng rồi, bữa nay lên Sapa nè. Mấy bữa trước là Hà Nội Ninh Bình. Nãy con game à này em nha, là anh em có thể thiết kế được một con game dựa trên cái này á, nó miễn phí luôn hả? Em nha, game nhập chai nè, nào thì tôi cũng mò mò thử cái này thôi. Đây nó có hai cái gói DLC nè, thì tôi không biết hai gói này là gì. Đây có lời giới thiệu. Nhìn chi tiết kỳ công quá ha. Nhìn hơi đụng tí. Anh em nào muốn làm game thì có thể bỏ thời gian tham thảo còn đó. Ta phiêu thì vẫn chiếm trệ ngôi vương thời điểm hiện tại thôi. Thấp hơn Baldur's Gate một tí. Thì nhưng mà tôi nghĩ là GOTY năm nay thì chắc vẫn là Baldur's Gate 3 thôi. Hầu như không có đối thủ luôn. Ta phiêu thì thấy là lép vế hơn chút rồi đó. Còn cái game mà của mà Nintendo thì cũng hơi khó nói một tí. Cái đó là hai cái dòng game này nó khác nhau quá nhiều rồi. Nhưng mà tôi vẫn nghiêng về con này hơn. À, game mà lại là cái thể loại đó nữa thôi. Mấy dòng game này công nhận là bán qua 5 tháng luôn. Nó lên Steam anh có cái game gì mới không? Đây, anh em rảnh vô follow wishlist đồ chơi ha. Bấm cái nút, chủ yếu là nút follow nè, cái nút wishlist nó không cần đâu. Gavin Watt đem những giá 20%. Neon Abyss Greenbound. Game mà này là xây dựng cái kiểu mà mấy cái đường tàu hỏa là hơi bị hack não nữa nha. Khá là khó luôn chứ không phải dễ chơi đâu. Nè, có luôn cái thẻ mà táp độ khó dưới đó. Con này thì cũng rất là hay, dạng mà 2D. Google Live. Sao gần đây là miếng xịt không biết nữa. Lúc trước là cho miễn phí trên mà Epic Store lần đó. Em nào hứng thú game này có thể mò lên Epic Store coi được. Game 2D là đồ họa rất là đẹp, độc đáo, rất là tươi sáng nha. Mười mấy, 17.000 review là không ít đâu. Quá khủng khiếp luôn rồi đó. Game này thì rất là khó luôn. Tôi chơi còn không nói, anh em chơi có thể qua được nhiều chứ tôi nhiều màn đã bó tay luôn rồi đó. Scum đất sâu nó đang giảm giá, con mua thầu sale hình như là cũng rẻ lắm, chưa có mua nữa. Đây còn 30.000 game rất là ấn tượng, anh em nhìn trailer là thấy chất lượng liền đó. Game này nó hơi chậm tí, với lại nó dòng sâu nữa nên tôi chơi không có nổi. Sao gần đây lại rớt gì mít xịt nữa rồi, giảm giá quá sâu hay gì.
Cảm giác là đánh đấm rất có lực nha. Tuy chưa đến mức hoàn hảo nhưng mà cũng chất lượng rồi đó. Giảm 88% khoảng 300 ngàn à. Battlefield mà giảm giá thì Titanfall 2 cũng giảm theo không? Game gì quá gì đó. Đoạn game này khá là cổ. Hồi nhỏ có chơi là đây, Titanfall giảm giá 90% khoảng 70 ngàn. Chuyền nhân của Apex. Ủa tiền bối của Apex. Game xây dựng này hay là tí vô làm xây dựng thứ đó. Thế bài. Coi top 10 đây. 18 cộng không gì. Game miễn phí dạng phone tích. Bản Go Logo, có tiền làm cái bản Go Logo này đầu tư cũng được. Thay đổi hacking nữa hả ta? Nhà này giống luyện thú Pokemon quá. Hầu cá nè, tao phiêu nè. Game này cũng chậm trễ ở cái trang top này biết lâu ha. Sắp tới thì ra một clip game nữa. Con này 2D mà nhìn sao thấy độc đáo quá vậy. Game này còn đang wishlist nữa, cũng đang chờ đối thoại hơi bị nhiều, hơi nặng. Mà điều tra trinh thám phá án bí ẩn gì đó. Rồi, kiếm game chơi đi. Tôi nhớ gần đây có mua mấy game thủ lành. À, con game này game gì đây? Hình như là một con game giải đố. Tôi thấy nó miễn phí nên tôi thèm đi vô thư viện luôn. Mới có 3 người review thôi. Mình cũng chơi thử đi. Coi chất lượng game miễn phí thế nào. Đương nhiên game miễn phí thì sẽ không được đầu tư nhiều bằng mấy game thu phí. Nhưng mà nói về cái chất lượng độ hay thì cũng hên xui lắm. Có rất nhiều con game miễn phí mà trên Steam cho cái chất lượng rất là tốt nha. Không phải là miễn phí là game gác đâu. Chỉ là họ không có đầu tư nhiều nhiều. Nhưng game này là không được tối ưu nè. Sao càng chính FPS nó càng tục vậy? Sáu chục thôi. Setting cũng khá đầy đủ luôn, hỗ trợ cả tay cầm nữa. Cũng đầu tư chi tiết quá chứ. Chỉ có điều không có tối ưu. Nhấn để chạy còn nhấn để ngồi cũng đi. Tích ghét là anh em chỉ nhấn một lần á. Còn bình thường nó sẽ là hon, nếu như anh em hút chép thì nó sẽ là hon. Thôi, không có lắc lư Gamega đâu. Cái này là tốc độ chuột, còn cái này là như cái lắc lư Gamega. Rồi, nhiều game tiếng nhỏ một tí nữa. Kim tắt hút cơ bản. Hút mà tối giản nó làm sao ta? Game này tối ưu hơi kém tí. Ngoài nãy ngoài cái menu thôi là cũng đã thấy rồi. Ủa mình chỉ có thể đi ngang thôi hả? Chỉ có thể đi qua phải thôi. Cái đó là dạng như nhìn về cái quá khứ của mình vậy. Sao chỉ đi qua phải được? Đi qua phải được không mà, không đi qua trái được. Không đi tiến lùi gì được hết. Làm chỉ đi được qua phải à. Tại sao vậy? Vãi, điều khiển cái gì nè? Socket là gì?
Đấy, đúp mà đây. Đó. Hàng gì và thấy cái thao tác điều khiển nó hơi bị lạ. Đây. Đúng rồi ta. Sao mà nhấn không tác dụng như vậy? Có vẻ như là mình đang ở xen lẫn ở thế giới là thực tại và mơ. Đây là cái giường ngủ của mình. Đây là cái quyển sách về những con búp bê là cái gì đó. Thì chắc đi ra cái cửa đó thì tiếp tục thôi. Chuột cái tốc độ đảo nó cũng không đều nữa nha. Nó gia tốc chuột là không không định. Con game này hình như được dựng bằng anh Guild không? Như một mảnh ghép vậy. Rồi ổ cứng rồi nó kêu kìa. Mình có thể là mình cần phải thu nhập tất cả các mảnh đó. Chưa kịp đọc nữa. Đây, rời khỏi thế giới mà không có vô logic này. Thế giới mà không có logic XCAP. Này gọi là logic XCAP đó. Chúng ta vô game rồi đây. Rồi FPS đây. Khoảng 50 fps cho con cạc của bắp của tôi. Chúng ta có một số cái đĩa nhạc. Phải nhấn giữ nha. Đích chuột là không được. Nhạc bản quyền đó bạn. Tôi không biết xài cái máy này nó mới. Điều khiển hơi khó à. Cái gia tốc chuột. Rồi hiệu ứng nhiệt lý rồi. Ủa đâu rồi? ZSQD. Không ổn. Cơ chế điều khiển này quá sai rồi. Quay ngang nè. Cái này là khi mình nhặt lên cái vật phẩm á, thanh niên đép á, không có đặt lại cái trục tọa độ như bây giờ tôi nhấn qua trái nè. Đó anh em nhìn nó xây cái góc 45 độ xéo trên xuống. Lúc đầu cũng làm xây kiểu này nữa. Nhưng mà cuối cùng thì tôi quyết định bỏ rồi. Chuyển qua xây bằng cái nút mà chiều ngang chiều dọc thôi. Đây là quyển sách nãy mình nhìn thấy trong mơ đây. Đồ họa thì tương đối ổn đó. Có điều mấy cái vết bẩn trên tường anh em nhìn. Cái này là cái vết của lá cây nó chiếu vô. Lúc cái đĩa nhạc vô cũng không thấy gì nữa. Xin Ninh là tên bộ phim mà ta. À quay đây. Thì ta nít đi. Mày hiểu we want. Có ngồi luôn nè. Bây giờ mình cần một cái ổ phá. Trong đó có rất nhiều domino. Ở trên là một con heo. Heo đất. Chìa khóa đây. 5248. Tìm một dãy 4 số. Đây xin lên đây. Cái bộ phim mà có hai đứa bé song sinh với cái cảnh bất hủ là ngồi xe lăn chạy ra xong cái dòng máu rồi sao nó phun trào á. Tao quên chắc anh em cũng biết là cái gì. Cái phim này gần như là truyền hình tuổi thơ luôn. Nó giống Tây Du Ký Việt Nam mình vậy á. Titanic đây. May Here We Go On. 2 tỷ. Này tôi đầu phụ trợ á là xét đánh xuống cái là cái tháp ăng ten này nè, lấy điện cho hai ông cháu lên xe là trở về. Toàn là những viên bất ổn thôi. 1985 tất cả những cái poster trên đây đều có những con số. Đây có khối Cubit đây. Tôi cũng có khối này luôn. Mình có nút tab nè, nút gì. Có một cái cửa đó. Global tab gì cái đồng hồ sáng kiến gì đó chói quá nha không nhìn ra được bên ngoài game này nó giống con mà Amelisa Bunder cái điều khiển Bunker cái game mà
mình lạc xuống cái hầm trú ẩn mà có mấy con quái vật hình chuột bự bự á, là khi mình nhìn vô cửa nè phải kéo qua kéo lại đóng mở. Cái gói này trên là in guild có, gói upset này trên guild có, lúc đầu tôi định làm buôn game theo gói đó nhưng mà thực tế thì code nó hơi toàn tới nên tôi không có bùi bằng cái code này. Hồi nãy nó nói đây có cái đường mà cái đường đâu ta? Đóng cửa là những tối tăm tới rồi. Vali này nó nhẹ hiệu à, cảm giác không có trọng lực luôn nên chắc không có mở được. Đóng rèm cửa lại thì mình thấy có một vài cái chấm đây. Dạo dạo đủ rồi, coi trên bàn có cái gì bổ ích không. Cơ chế điều khiển nó rất khó chịu nha. Kẹp giấy sao nó gung gung vậy, xây nó tóm loạn hết vậy. Có mấy cái chấm gì nè, ở đây nó cũng hiện một cái chấm nè, chắc mình phải bỏ cái mà đúng cái bài hát vô xin linh. L6 xin in một nè, ở đây nó sáng một chấm nè. Cái này là bắt tu cu chờ nè, đó sáng hai chấm vậy là phải đủ 4 bài luôn. Titanic là 3. Ủa? À tôi tính là 2. Phải theo thứ tự nữa hả trời. Vậy là phải sắp xếp theo thứ tự năm rồi. 80, 85, 97, 99. Đây, một cái màu xanh. 80 tới 85 là bắt tu khu chờ. Coi lại lần nữa nha chắc. 3.
97 là Titanic. Titanic là 2, cái kia 3. Đó. Ngay câu đầu mà khó gì vậy? Đấy, chém nữa bấm lộn rồi làm lại từ đầu cái mệt. Ok. Chúng ta lấy được cái mảnh vẽ vẽ cái thị trấn hả? Thôi nó hơi tao. Cái đồng hồ ký tìm nó ra mấy bức tranh đó vậy vậy. Lấy cái gì đập bể cái thủ kiến rồi luôn đấy. Dưới nó có dấu gì dưới mấy cái mảnh gói này không ta? Lỗi ánh sáng à? Không có gì dưới đây cả. Cái này xong rồi. Thì một cái giấc mơ kỳ lạ thì tại sao tôi lại ở trong phòng hồi tuổi teen? Tôi không mới nhớ được cái gì sau khi là rơi vào giấc cũ đó. Tất cả mọi thứ đều rất là quen thuộc nhưng cũng rất là mới mẻ. Này có một gạch dọc này, hai gạch này, hai gạch chéo. Trang 25, 26. Giờ mình làm gì nữa đây? Trời cái bút chì kìa. Bây giờ mình có cái mật khẩu 4 con số mà không biết nhập vô đâu. Vali cũng không được luôn. Tờ giấy thì nó thiếu một cái mà cái hình giống cái hình trong này nè, đúng không? Có một cái cửa ẩn ở đây, nó ghi là cố tình gì. Gì nữa đó,
với lũ đảng. Năm 248. Không có xử lý cái khử căn cưa nữa nó mới bị gì nè. Đi. Một cái mảnh giấy dạng như là cái bánh kem nhé. Một hộp domino không tương tác được. Sao nó tự nhiên nó văng văng như vậy ta? Mức tưởng là nhìn dễ thương quá chứ. Thực ra cái chỗ này chỉ cần quét một cái khu vực nhỏ thôi, khi tương tác vô với mà góc nhìn thì để góc nhìn rộng ra chứ như nãy nhỏ xíu à, nhìn biết bao lâu nó mới có. Thì nó bắt cái mà chơi sơ camera ở ngay cái khoảng không này khi mình đứng vô hồ này thôi. Giờ mình thiếu mảnh giấy cuối nè, thiếu một mảnh cuối cùng để có được cái ngọn hải đăng. Không giấu trong cái mà đóng quần áo nè. Kìa có thiệt kìa. Em lỡ chèo tiêu anh ơi. Mở ra cửa vô. Cái gì? À vô cái ấn chuyện ngọn hải đăng. Quay gì đó. Ủa hải đăng mà ở sa mạc á. Được một cái thành tựu, đã rời khỏi cái phòng ngủ. Vẫn còn mấy cái đồ đang chuẩn bị nãy giờ đi theo mình nữa nè. Nhưng tất cả đã biến mất. Hello. Vãi. Những cái con này buồn cười vãi. Không có sừng nữa nè. Nó có ban mắt rồi. Thì sao con bự trước hàng nhỏ. Không có mà mù mành chuyển động là anh em nhìn nó như tóc biến nha. Đó. Game này dễ đố và trừu tượng áo ma. Nhìn như cái gấp tinh ganh sáo nồng như nào. Thực ra trên Steam có nhiều con game như thế này nhưng mà vẫn bán giá tương đối. Tối ưu quá nhiều hiệu ứng không tối ưu nó rất là nặng. Cái laser nó chiếu đây tôi nghĩ là phải làm sao quay được cái laser ra nè. À quay được nè. Ta đã có điện. Chói quá à. Nãy tôi nhớ có điều chỉnh độ sáng rồi. Nó chuyển qua màu vàng. Trên đó có cái quái gì vậy?
Đó. Tới đây là hết pin nào. Gì đây? Hình như phải có cái gì đó đủ nặng đặt lên đây thì nó mới mở cái cửa ra. Mở luôn vậy? Đùa, con nào vô hả? Hay là tìm được cái đồ vật gì đó? Tại sao điện nối xuống cái âm? À không, chỉ cần đứng vô thôi. Tôi muốn đi thử ra ngoài kia coi tương tác thế nào. Chói, game này dựng bằng Unreal khá là chắc kèo luôn. Bên đây còn gì không để mò mò qua nữa. Có một cái đèn chiếu lên dưới nước này. Ở đây có cọng dây nè. À, cũng dây chỗ nó tách ra từ ngã ba đó. Chỉ là phải đi xuống đây rồi. Trong này có cơ chế xuống nước không? Có luôn. Tiến chân cũng được đầu tư rất là chỉnh chu nha. Khi đi trên cát nó lại khác, khi đi xuống nước nó lại khác. Thiếu một cái tay cầm để dẫn. Vậy là phải nhảy mấy cục đá này. Ấy. Ủa, đứng dưới cũng lấy được mà. Mắt đéo thì phải nhảy lên. Tiếng FF. Để cái con này nó chạy lộn lộn cũng vui phết á. Ủa bắt được luôn kìa. Được con người gom. Nhấn tab để sử dụng cho đó là chọn cái con người gom đó. Người gom thì nó có trọng lượng đứng lên đá. Cái hồn ma này nó sẽ nhập vô người gom màu đen gì đó. Chả hiểu méo gì hết. Nút tab hả? Chọn người gom. Mới xài được dính diễm luôn nè. À đúng, áp xét này tôi cũng có luôn. Thực ra cái này ở dưới nước chung ở trên cạn đâu. Ơi 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 ơi. Ủa hết xài được rồi. Ơi ơi.
Mơ trong mơ. Điên não. Hướng nào vậy? Đặt nó đã đi đây rồi, nó còn phải giật giật một tí nữa. Đi vừa gà ghẻ trái, nhớ rồi. Ai dọn phòng để cho mình mà nó sạch sẽ gì nè ta. Cái gì mới nè. Chọn trước đi. Nó không đánh con nó. Cái cú nghe không? Chết lần nữa nghỉ đó. Nó phải chịu được 3 hit đó, mới qua cái mới. Đây có cái đường vòng lũ đạn đó, không có tiếng chân, không có gì hết. Lần thứ tư chơi tới lần chủ nhật ấy, chọn thằng gom, nhấn nút chạy trước rồi. Ok, nó bỏ con đó luôn. Vậy thằng nào gần đánh đó hả? Quá trời hiệu ứng ánh sáng nên nó giật nó lắc là phải. Trên nó có một cái gì như cái tay cầm game rồi. Hai thằng đứng cùng một lúc cũng không được. Cái này nó hình như một ngôi sao vậy đó. Vậy phải tìm cái điểm nào khởi đầu và kết thúc á. Tí nữa mình sẽ quay vô đó sau. Chúng ta qua một khu áp set mới rồi. Con thú gì mới không? Một cái máy hơi nước khổng lồ với bốn cái mà quá là mã đặc biệt. Có một cái vết sơn nhìn đó. Ê ê ê. Cái lọ sơn vàng còn thiếu hai cái lọ xanh thì chắc đủ ba cái mới kéo được, một xanh một đỏ nữa. Làm sao ta? Con này bị lắc à.
Sợ đâu ra. Ta được một cái màu xanh nữa thì kiếm cái màu đỏ. Kiếm được cái màu đỏ thì tính tiếp. Con này bự quá vậy. Một cái chi, một cái món nào nó giống cái con gì mà hay hát cái bài hát cu ngủ á gì á, là với cái con có cái cây trên đầu. Cái tượng rồi đi, sương mù chắc là để lóc tường á. Ủa nếu phải để lóc luôn. Ủa không có bản đồ gì hết. Từ được cái màu đỏ rồi, giờ quay về về đường nào. Hình như đi ra khỏi cái vùng sương mù này mới được. À lên cái máy này nè. Rồi, bây giờ chúng ta đã đủ 3 cái. Khi nhấn 2 cái thì nó sẽ trộn màu với nhau. Nó sẽ ra được cái hiệu này. Còn cái quạt là cái méo gì? À đây, cái quạt là cái này. Khi thổi vô cái màu vàng, cái màu cam chứ, thì nó sẽ ra cái màu xanh lá. Bây giờ chưa biết cái xanh lá nó ra cái gì. Không tắt máy được. Rồi. Nó ra cái hình này ta có ba màu cơ bản ở chính giữa nào.
Thì để luyện ra màu cam thì cần đỏ với vàng. Đây nè. Cái tròn này là màu đỏ chứ không phải do cái hiệu ứng ánh sáng vô nó nhìn vào màu cam thôi. Đây nè, giờ cần ra cái dấu chép để dấu màu cam, nhưng mà tại sao nó không ra không biết nữa. Điều khiển được. Không qua trái được, chỉ có qua phải thôi. Lũ đảng nó điều khiển theo mấy cái nút ở dưới này, chứ không phải là đúp A, D, Z, S, Q, D. Z, S, Q, D. Sao mà bốn cái nút điều khiển nó quá dị gì nè. Cái chính giữa sản lượng là bao nhiêu ta? Cái đầu tiên là bốn miếng gạch nè. Quy quy đồ quay về. Không có quen được cái kiểu điều khiển bằng ZSQD này. Tôi không hiểu nghĩ tại sao mà lại nghĩ ra được cái bằng cái bốn nút điều khiển như thế. Đúng đỉnh cao luôn á. Ôi vãi thiệt, ZSQD. Chết tin trong kia rồi nó cũng không xài được luôn. Còn thiếu cái mảnh giấy dán đây nữa nè. Biết mỗi cái thứ hai là cái hình tròn thôi. Rồi, chúng ta chơi game mới. Bỏ cuộc. Tôi không hiểu mà ông ấy tại sao thiết kế bằng bốn nút mà. Q nè, S nè, D nè, chữ Z đây nè. Đó, Q, S, D, Z. Nó theo cái bốn hướng rồi nè. Chả hiểu tại sao luôn. Đúp A, D thôi, VE không chịu đâu. Q, S, D, Z. Vãi đái thiệt. Em gì được 3 review à. Rồi. Bye bye game. Cái thư viện nó không load nổi, coi nó cuộn lên từ từ rồi. Nó lượt anh chờ tìm tối u cái lâu chờ ẩn 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 hết. Nãy gì đây? À, con game mà sắp xếp đồ vô là thấy nó rẻ rẻ nên mua. Tiếp theo coi có game nào không, có mấy game thủ thành.
Game này như bữa chơi rồi phải không đó? Game đi vòng vòng đó. Ủa hai cái góc cạnh luôn hả? Tưởng nói hai game này là một người làm tôi mua hai bản luôn nha. Game quái gì nữa đây? À, còn game này chưa chơi nữa. Dừng lại một con game thủ thành nữa nè. Coi thứ dép này cái. Không không. Vậy là hai con góc cạnh này nó đâu có liên quan nhau đâu. Nhìn ngộ ngộ vô chơi thứ luôn. Lau phép mod là sao? Ê. Gì open source luôn đó. Ổn định 144. Một cái hình trái tim bị vỡ của hai con tròn. Tròn này không biết nó có lùi hay tiến không. Rồi, toàn mẹ trái đất rồi. Rồi bye bye em. Chỉ huy. Vợ em nó rớt xuống đất rồi. Rồi đi cứu vợ em. Cốt truyện rất là ấn tượng. Cái đéo quái gì đang xảy ra vậy? Nó thì tồi tệ hơn tôi nghĩ. Tất cả cái hành tinh này thì đã toang quá chưa này. Mình là con nào? Mình là Goku hả? Con này là mỏ lết hả? Thì tìm hiểu, tìm nhặt một vài cái món mà để nhận được cái tín hiệu của em Yuvia. Em Yuvia nhắc em mới gớt nãy. 1% là có 10.000. Nó có thể được rồi nè, chúng ta phải tìm ở đâu? Vào biết. Những khu này khá là bệnh thiệt. Rồi xuống là hẳn cánh đây thôi. Nó hơi nguy hiểm tí. Không biết cái gì sẽ gào. Cái này có thể là bị cái bẫy, rớt cái bẫy đâu đó. Tôi sẽ đi một mình nếu cần thiết. Nghe giống như không có lựa chọn nào khác, tôi sẽ giúp bạn. Đặt một vài cái Dagon, cái Dagon dạng như máy bay mà điều khiển từ xa đấy. Đây. Mình có tìm được cái tín hiệu của em đó đó. Rồi nhấn vào like. Không tôi đâu ghi ồ vậy hả? Gì đây? Giờ mới làm gì? Sử dụng đi coi. Bắt đầu dùng máy đào máy khoan gì đó. Thu nhập tài nguyên rồi xây dựng mấy căn cứ phòng thủ đây. Chết cái ống mà trên này đó. Kỹ thuật sẽ tự động mà cái này dạng như là cái này giống như là năng lượng hay là tiền về để mình mua đồ á. Có cái con gì đó kìa. Vô mà cái bảng kênh chút. Xây dựng được cái gì đó này. Đây. Tôi muốn xây cái trên cơ. Để lên. Rồi bắn nó. Ok, 3 phát nó chết. Thêm cái nữa. Hai cái chặn đường rồi sao ta?
Giờ chết cái đích đến đó. Đây. Thấy rồi. Tôi muốn xây thêm. Mình có thể dùng trụ để lóc đường đó luôn nha. Nên sau này có thể là có cái trụ tăng rồi đó. Tôi không thể hạ gục chúng nó nữa. Đó, cần thêm mấy cái bản vẽ rồi nữa. Đây, cái tường trắng nè. Đó, gọi là trụ tăng á. Phá đường, good job. Cái công trình mình xây dựng thì có thể chặn đường quái vật để dừng những cái bọn quái vật này. Công trình thì đối mặt với quái vật á, thì có thể sẽ giảm được độ bền, dạng như chỉ số máu nữa. Cái barrier là dạng như cái tường trắng, không thể tấn công nhưng mà nó có thể mà tăng cho mình. Rồi. Rồi, ok. Trụ này bắn à, có phạm vi nè, khá tiện này, có chỉnh tốc độ game ở đâu được không ta? Cái pháo này dạng như bắn lan. Ăn luôn. Thôi không cần sửa đâu. Cái cổng không gian nữa bị lock rồi, là sao? Để tôi chăm sóc chàng trai này trước đó. Khi nâng cấp đã nó hồi máu rồi nha. Có vài hướng gì nữa nữa. Rồi, tàu mẹ nó tới rồi. Tìm thấy tín hiệu rồi, Kona chưa? Nó rất là gần rồi. Cô ấy ở đâu đây thôi, chúng ta phải tìm được cái cổng portal đó. Thì mũi phàng đang khá là nguy hiểm. Rồi có đây thì có ấy trước. Một 1.500 hả? Hay là một cái 500? Đầu tư vào cái photo, nghiên cứu cái photo đó đã. Thì tìm tín hiệu kế tiếp thôi. Không biết tại sao nhưng tín hiệu này thì nó khác với cái phát ra từ cái cổng photo đó hả? Thầy nhấn lại tiếp. Có được chọn gì thế này không? Đây nữa. Chúng ta có số 2 gì đó. Đây là tài nguyên có giới hạn thôi. Tốt nhất là làm chiến thuật cho chỉnh chu một tí. Nên bôi mấy cái trụ ở giữa con đường. Đó. Bui kì vậy. Đừng quên ba ghi, tôi nhớ rồi. À quái nó khi gặp vật cản nó sẽ ưu tiên đi đường vòng trước khi nó tấn công. Nếu vậy ở đây tôi sẽ xây thêm một cái tường. Thôi không cần đâu. Đang hướng dẫn mà gần méo gì ba ghi nhiều. Xây được trên đất không? Không. Cứ rất nhiều quái. Làm gì giờ? Sử dụng canon. Nó gửi trên bản vẽ của mình. Xây rồi mà ông Cóc ơi, đừng có bắt tôi xây nữa. Phí không? Nhìn nhổ đỏ rồi, tốt lắm rồi đây, mở lết. Mình thì có thể tái chế được cái công trình xây dựng đó. Rèn lại, chọn một trong hai cái, đứt gáp nó lên. Không phải tái chế dạng như nâng cấp nữa. Mỗi công trình có thể nâng cấp tối đa 3 lần. Từ đồng lên xanh lá lên tím. Ủa? Rồi, đang nâng cấp là nó sẽ không tấn công được. Nâng cấp lần nữa thì rẻ tiền hơn hả? Đi lên đi. Đang nâng cấp nó có bất tử nữa. Mắt rồi.
Thằng mẹ nó tới rồi, chưa được cảm giác tận hưởng cái súng thứ ba nữa sao nữa. Ok, đây là cái bản thiết kế mới của mình đã nhận được rồi. Ok, sử dụng nó thế nào? Chọn nó trong cái hai nam menu đã đọc đấy à, đăng ký bản login để sử dụng ở đây. Khi mà cái cấp mình lên thì mình cấp trên này nữa, mình có thể unlock thêm nhiều cái bản vẽ mới. Nhấn vào đây, target. À, đút vô cái bảng này mình được 4 cái nè. Quick setting là sao? Dạng như hình như là đặt mấy cái vị trí cho nó phím tắt đó. Có skill luôn. Xong cái chapter 1 nó được mở phá. Cái vụ này là tốn 100 tài nguyên, 240 máu, 4 hồn thủ. Tấn công là 20 down. Có tốc độ tấn công gì không? Giảm đam vô quái vật lớn lớn là 65%. Tôi không thấy nó ghi tốc độ tấn công cái gì cả. Khi nâng cấp lên thì nó sẽ tăng tí máu. À, mình có thể nhiều cái plugin để mình thiết kế. Lạm phát là gì, 100.000 thôi. 34 level. Rồi ok. Này là sao ta? Phải xong cái hành tinh này mới được đi tiếp. Có shop nữa nè. Level 3 mới mở khóa. Chúng ta tiếp tục. Không có gì để lựa chọn cả. Dành cho người muốn thử thách. Thử phát ấy. Tôi nghĩ là phải unlock khá nhiều á, xong rồi mới chơi ha được. Tôi đã đính kèm nhiều cái thiết bị máy ken lên cái mặt đất này. Bạn có thể chế nào đó. Mình có được quyền chọn cái chỗ mà để xuống luôn á. Hiểu rồi, tức là đặt gần cái chỗ sản sinh cái quái vật đó thì rất nguy hiểm. Theo anh em mình nên lóc đường trên hay lóc đường dưới? Còn phải tính được cái trường hợp mình phải bui nữa. Tôi nghĩ vẫn nên lock đường dưới để đường trên. Đó thì tốt nhất lên lock cái đường này để cho quái nó đi một vòng. Nếu như có trường hợp nào quái đánh thẳng lại không, quái nó sẽ dồn chỗ nào thì mình bắt đầu tập trung đam vô chỗ đó. Quái ra nhanh được không? Đấy, không được, không được. Đi dưới kìa. Ừ đúng rồi. Này tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp. Nếu mình lock cái chỗ này lại thì nó có phá chỗ này không ta? Này là làm sao?
Nếu bạn không có đủ cái vòng để xây á, bạn có thể phá mấy bức tường xung quanh để tạo thêm cái khoảng không. Ok, hiểu. Chọn cái trụ hay chọn cái tường mình muốn bắn. À đây. Quái thì không thể phá tường nhưng mà boss thì có thể. Tức là mình phá cái đường này rồi mình nâng cấp luôn á. Ê. Từ 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 để suy nghĩ cái. Phao đâu? Ủa, phao là không có được điều khiển hả? Cái trụ này sẽ nó bắn nhiều nhất nè. Không, tôi nghĩ cái trụ dưới này bắn nhiều hơn. Tối ưu nhất thì nâng cái trụ này lên. Chỗ nào quái nó gom gom thì bắn cái đạn đạo này mới ngon. À, tốc độ đây. T. T là chữ tham á. Closet là sao? À, mình có thể bắn trong cái phạm vi tầm gần đó, hoặc là bắn theo cái kiểu mà ưu tiên những con quái gần nhất. Nó đam mạnh nên đánh những con máu cao. Ok, lần đầu tiên là dọn được cái độ khó cấp cao rồi đạt được cái thành tựu 4 sao lần sau đó. Select bot. Select là mất tiền á. Tăng thêm cái Dagon là số 2. Còn cái này tăng cái gì sụt lên là 500. Tức là phải bỏ tiền để chơi đó hả? Không. Tại sao phải bỏ tiền? Nhìn thấy mấy cái cây độc đó không? Nó gì? Nó sẽ kích hoạt bởi một cây roi. Giờ nó sẽ phao độc ra. Thì nó có tác dụng cho mình là để là công cụ để ngăn hỗ trợ cho dừng cái bọn quái vật. Chết thêm cái mà mấy cái thông tin này là mình này trong cái Encyclopedia dạng như bách khoa toàn thư vậy đó. Thì có hiện tại có ba cái nè, cái cỏ, cái cây với mà cái tường. Bây giờ quái nó đi đường này tối ưu nhất. Mấy chỗ này tốn tiền nữa hả? Còn chỗ này miễn phí à? Trời ơi, lạm phát bất động sản. Rồi. Có thể tạo nhiều thêm Dagon nếu cần. 50 đồng. Mo Dagon thì tốc độ tiêu tốn thì sẽ giảm nhanh, tăng nhanh hơn. Có thể max tối đa là 5. Hiện tại mình chỉ có 4 thôi. Nguồn con ở đây. Hết tiền rồi.
mình tập trung quả lực ở vùng này nhiều, có thể đặt dài cái chủ cá ké này nữa. 5, 4, 3, 2, 1. Trâu gì vậy? Thôi chết tôi rồi. Ơi, khoan. À không, nó đánh trụ rồi, nó chưa có vô làm chết liền, chưa có thua. Hơi ổn. Có làm lại không? Tăng số lượng gon lên 2, tốn 3.000 thử phát đi. Mắt luôn kìa. Chỗ này đi đường đó mình có dưới hết rồi. Mày cày mẹ trâu dữ vậy. Phải ghĩa máu nó trên đường đi qua mới được. Cần phải sử dụng mấy cái vụ bắn xa để mà tránh được mấy cái con đó, nó có thể bản này á. Khoan khoan khoan, bắn quái trước con cóc ơi. Từ 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 nâng trụ nữa. Kệ giờ đánh tí này không sao đâu. Rồi ok. Nên xây cái này đi. Mấy con cây này nó trâu nồi đồng có đá quá. Làm ok. Giống dẫn này bắn chủ này đi. Để bắn tới không đó.
Quái nó gom đây khá nhiều. Win luôn kìa. Được 1.200 nãy mình tốt 3.000 đổi lại được 1.200. Nếp tay làm sao? Thôi không, tốn tiền lắm, lỗ vốn rồi. Cô nhìn thấy cái mà cái cây khổng lồ á. Nó có thể phá hủy tín hiệu đó. Không để điều đó xảy ra. Bot bot bot. Góp coconut gây một chất độc gây 25 đam mỗi giây, kéo dài 10 giây là 250 đam. Cái này cần lựa chọn gì nữa? Ba cái này, ba cái màu trắng là cái gì đó? Từ từ suy nghĩ. Cái ngôi sao là cái gì? Mình có thể lóc cái đường ở lại luôn. Thực ra đéo cần xây cái tường ở đâu. Chỗ này sao nó lâu quá vậy? Hơi to rồi. Bắt đầu phát. Quá đi đắt. Quân địch thì có siêu thì độ khó sẽ là cao hơn với đòn đánh bình thường. Sử dụng mà cái vũ khí năng lượng. Ở đâu ra? Là cái dĩ số này đó hả? Hai loại là đam vật lý và đam năng lượng.
Đấy. Cứ bắn vô cái nhà chính mình là sao vậy? Bót gà hả? Hay là tàu tới? Tăng được 40 mét. Cái này để gì? Một phần để sử dụng để mà nâng cấp cái công trình xây dựng. Cái co để nâng cấp khiêu. Kỳ sụt chẳng giờ trừ 25 là có quái gì? Ủa socket, chai gen, bắt. Confirm kill. Mở được tính năng mới, mở được tính năng nâng cấp, mở được cái trụ mà tầm nhìn. Tôi nhận ra quái vật thì có thể rất mạnh rồi, mình mà may mắn có hệ thống hỗ trợ thôi. Cái gì đây, vũ khí quá yếu rồi. Đây, nhấn vào đây và skill. Lao một cannon ban đi xét thương vật lý 5x5 lốc 60. Thì chỉ có giới hạn solo thôi. Không thể lạm dụng được. Chính xác thì tôi có thể mà nâng cấp được cái gì? Cần phải có tài nguyên. Siêu linh 5x5 lốc thì coi cho nó lớp siêu 200 đào 35 cộng 1 gì coi đây, mấy cái cơ bản đầu tiên này chắc không còn năng đâu. Thì thấy tín hiệu, tín hiệu quái vậy, thì con kia nó đi đâu rồi, đến từ hành tinh là ca đi ai đây, can you hear me? David, Thiên Chúa, đối với vấn đề lớn. Rồi, ok, để đón anh nó về. Qua hành tinh mới, hành tinh quái vật bắp, cùi bắp. Chưa qua được nữa hả? Shop đây xong chấp 3 nó mới cho mở, quá nhiều hành tinh luôn anh em ơi, chơi là học máu mồm luôn. Xong chương 1 mới mở, xong chương 2 mới mở, xong chương 2 mới mở. Này để gì, còn cái số sau gì ở đây nữa nè. Rồi, tốn tiền. Thua rồi thôi.
kép cái quái vật tránh xa cái chỗ này. Thì mình có thể sửa chữa nó được. Cái này cũng có thể đánh luôn hả? Ok, có kêu. Không phải xây ngay đó. Từ từ, suy nghĩ cái đó. Tốn 100 á, tàu của mình nó hết rồi. Đảng nhà nó đi cái con đường tà đạo. Sao tôi bị mất cái này ở đây ta? Con gì bự gì nào? Có cái loại trụ thiết kế đặc biệt để tấn công nó là hay. Cái trụ laser này. Cho lại đánh cái này đó. Sao đi khôn như vậy? Trụ chưa xây xong nữa bị nó đánh gần toang luôn rồi. Hồi nó không hồi được cái trụ rồi, toang rồi anh em ơi. Rồi ok, đỡ được rồi. Cái mana của mình nó nằm ở đâu vậy? À đây. Thua. Ok, làm lại. Rút kinh nghiệm.
Ôi quên phá cái cục này rồi. Giờ lại đi đường dưới rồi. Ồ nhẹ nhàng. Đã sửa được hai cái. Hai chủ thì solo nha, không lại à. Sao máu nó giật dưới đó. Nâng cấp lên nó có hồi máu không? Ok, tạo lại. Mình có 45 mét à. Sửa đã cái trụ này 300 tiền. Lóc chỗ này lại. Thì quái nó sẽ đi một vòng xuống đây. Sao tôi mới mất cái này luôn ta?
con sò dừa này nó trâu dữ thiệt. Nó đâu có con sẵn này nữa nha. Con heo, con heo. 100 tiền mới sửa được. Vẫn thủ được cách càng đây. Ê ê ê, xong vụ chưa? Mấy thằng này đi đường nào vô vậy đó. Tập trung nâng mấy cái trụ mà trung tâm lên trước. Ép lên sao? À, chọn cái vị trí cho nó bắn. Rồi, tàu mẹ tới rồi. Coi, hôm nay tạm ngừng ở đây thôi. Nói chung game chơi cũng ổn. Này chắc sẽ còn chơi nữa. Ok, bye bye anh em.